Vâng, em Quốc Hùng xin kính chào toàn thể tất cả anh em. Ở trong video hôm nay thì Quốc Hùng lại lên tiếp những cái sản phẩm để phục vụ tất cả các anh em, thì gồm những sản phẩm như mic do tiếng hiệu và một chiếc đáy bãi đến từ Mỹ. Rồi đầu tiên thì chúng ta đến với sản phẩm micro không dây. Xin lỗi anh em nha, micro có dây. Là dòng mic Soundtrack Pro 600, dòng mic Mỹ cực tiếng cực kỳ là hay, gom tiếng và hát rất là nhẹ, hát không bị mệt nha anh em, hát cực kỳ hay. Dòng mic và những ca sĩ chuyên nghiệp họ hay dùng để thể hiện trên sân khấu. Soundtrack Pro 600 là dòng mic có dây, thì dây bên em lên dây xịn cho anh em, mỗi dây dài 5m nhé. Đấy, một bộ như thế này, cả tay mic và dây thì có giá là 2.200.000 nha anh em, 2.200.000. Giá rất là tốt cho anh em. Thì bên em còn lại được 5 bộ nha. Còn lại được 5 bộ. 5 tay như thế này thì anh em nào chơi thì liên hệ Quốc Hùng. Và sản phẩm thứ hai đó là những sợi dây tín hiệu, dây tín hiệu của dây bãi Nhật nha anh em, dây bãi Nhật. Thì mỗi cặp như thế này thì nó chỉ có giá rất là tốt cho anh em, giá chỉ là 350.000 một cặp. Một cặp nha anh em, một cặp như thế này chỉ 350.000. Thì nó có hai loại, thì một loại là đầu canon cái ra là 6 ly, canon cái ra 6 ly và canon cái ra canon đực. Đấy, đồng giá là 350.000, bao ship toàn quốc cho anh em, và mỗi dây dài 1m như nè, một cặp là 2 dây, một cặp là 350.000 nha. Đấy, bên em thì hàng thì chỉ còn bao nhiêu đó thôi, thì hiện tại hàng nó đang về tiếp. Sau những ngày dịch bệnh thì bây giờ thì xe cộ đi lại được rồi, thì hàng nó về tiếp để phục vụ tất cả anh em. Thì tại thì chỉ còn bao nhiêu ra thì anh em nào lấy về chơi thì liên hệ Quốc Hùng nha. Và ở đây thì chúng ta có dây quang, dây optical analog, dây analog nha anh em, dây mỗi dây dài 2 một sợi như thế này thì có giá là 650.000 nha anh em, 650.000. Analog này, đầu quang cực kỳ là chất lượng, dây chất lượng luôn nha. Một dây dài như một dây như thế này dài 2m nha anh em, 2m. Anh em xem. Dây này thì có giá là 650.000, giá đã bao ship nha anh em nha. Đấy, còn ở đây là dòng dây 3.5 ra hai đầu AV dành cho anh em cắm vào những cái thiết bị như là laptop, điện thoại, TV để cho anh em kết nối tín hiệu đầu vào. Dây này thì cũng dài là 2m và một đầu là 3.5 và hai đầu bông sen. Đấy, cực kỳ là đẹp nha anh em. Dây Monster Mỹ và được lắp cục tín hiệu và cũng như là bọc một lớp giáp bên ngoài để chống đứt, chống trời xước dây. Đúng không? Dây cực kỳ là chắc và dây to, nhìn rất là chất lượng. Dây này thì dùng không biết mà khi nào hư như nè. Thì dây này thì có mức giá là 550.000, 550.000 bao ship toàn quốc cho anh em nha. Đấy, một sợi như thế này dài 2m nha nè, 2m. Rồi thì bên này thì bên em chỉ cũng còn lại được 2 bộ dây loa,
Zalo, của Yabo, của Đức. Thì bên em chỉ còn lại hai bộ nha. Thì anh em nào chơi thì đến luôn, giá tốt cho anh em. Giá là 1.500.000 nha, giá cực kỳ là tốt nha. Gai này trên thị trường hiện tại là đang có mức giá là 1.900.000. Bên em để cho anh em chỉ còn hai bộ duy nhất thôi, 1.500.000. Đấy, anh em nào lấy hai bộ này thì tốt, nhanh tay mua không, giá cực kỳ tốt. Gai lỗi bạc sánh cực mịn, gai da bộ của Đức. Gai bạc thì nó nâng cao giải chết trung âm cho anh em chơi cực kỳ là hay ở những bộ dàn thiếu chép và cần chi tiết và cái độ cần độ chi tiết và cái độ sáng của chất âm ở những dây trung và dây cao. Thì anh em lựa chọn những cái dòng dây bạc như thế này thì rất là chất lượng và bên em để phân phối giá rất là hợp lý cho anh em, giá chỉ là 1.500.000 một bộ dây. Mỗi dây, mỗi ghế của nó là 2,5 m và gai hai đầu là đều là đầu bắp chuối nha, bắp chuối rất là tiện lợi nha. À, rồi đây nha anh em, những sản phẩm mà bên em còn để phân phối cho anh em, cung cấp cho anh em chơi và giá cực kỳ là tốt luôn, giá bao tốt luôn nha. Rồi thì chúng ta qua chiếc đáy Mỹ thuộc hãng khủng long. Chiếc đáy QC model 1700 là dòng đáy 2 kênh với thiết kế rất là hầm hố, chiều cao cực kỳ là lớn với 18 cm, chiều rộng 48 và chiều sâu là 35. Đáy được thiết kế phía mặt trước là gồm quai sắt và vai bắt tú và cũng như là hai đường chỉ xanh nút nguồn và dãy đèn tín hiệu của hai channel model QC 1700 nha anh em. Đấy, chiếc đáy cập bến về bên em với tình trạng cực kỳ là mới luôn, rất là mới nha. Đấy, những sản phẩm mà năm nay em về tiến chọn cho anh em thì phải gọi là toàn là hàng siêu mới luôn, siêu lướt nha anh em. Đấy, đó là phía sau của chiếc đáy này thì nó tích hợp hai vô lâm tinh chuẩn đằng sau. Đường tín hiệu vào thì nó sẽ gồm ca đông cái và jack 6 ly cho mỗi kênh model 1700 nha. Ở đây thì có chế độ nút gạt chơi ste và binder mono. Chạm lo thì có chạm lo bắp chuối và mo chim, rất là thông dụng cho anh em cắm những dòng dây lo. Chạm lo còn cực kỳ là mới. Mã QC Make in USA nha. Đấy, điện là 100V, model là 1700. Lo có công suất ra lo là 325W 8 ohm và 500W trên 4 ohm và công suất thực tế ra lo là 650W trên 1 channel. Ở chế độ stair đây nha nè, ở chế độ ste thì nó sẽ là 650W trên một kênh channel nha. Đấy, cực kỳ là khốc. Ở phía trong ruột thì nó thiết kế được hai vĩ mạch, vĩ ở trên thì chúng ta sẽ nhìn vào thì sẽ thấy như thế này. Thì vĩ này nó sẽ được cấu tạo là 16 con sò sách Toshiba. 16 con sò sách Toshiba và hai con thúc sò thang. Ở đây chúng ta sẽ đếm được chân sò như thế này. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Đấy, một ví như thế này là 16 con sò Toshiba xanh đen và hai sò thúc thang. Đấy, và tổng con này là 32 con sò Toshiba chữ đó huyền thoại. Và ở phía này thì chúng ta sẽ thấy là một cái chiếc tempo cực kỳ là lớn. Tempo này có thể gọi là tempo
đôi, rất là lớn. Và mỗi vế này nó thì ngồi 32 sọ Toshiba, từ đó thì nó sẽ tích hợp 8 chiếc tủ trên mỗi vế, tổng cộng con này có 16 chiếc tủ như này, cực kỳ là chất lượng dòng khủng long. Và con này thì bên em đang có mức giá là 13 triệu bao ship toàn quốc cho anh em. Anh em nào nhanh tay sở hữu dòng khủng long quý C1700 thì nhanh tay liên hệ với Quốc Hùng. Rồi đó là những dòng sản phẩm mà hôm nay em muốn giới thiệu với tất cả anh em để anh em tham khảo và lựa chọn cho mình những sản phẩm mà anh em ưng ý nhất. Rồi, mỗi chi tiết mua hàng thì anh em liên hệ với Quốc Hùng qua số điện thoại trên màn hình nha. Rất cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video và hẹn tất cả anh em ở video sau.